Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm túc, đem lại những kết quả tích cực. Qua đó đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tiểu mục tối nay sẽ giới thiệu đến quý vị tập thể Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 3 thành phố Sóc Trăng, một trong những gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương Bác. Mời quý vị theo dõi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 3 thành phố Sóc Trăng hiện có 13 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 9 chi đoàn khóm và 4 chi đoàn ngành với tổng số 198 đoàn viên. Ban chấp hành đoàn phường 3 luôn tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện theo những lời dạy của Bác, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là giới thiệu những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hàng ngày của Bác, gắn với xây dựng giá trị, hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, thông qua hình thức như sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt theo chuyên đề, sinh hoạt truyền thống. Phổ biến nhất là thông qua các nền tảng mạng xã hội, tích cực đăng tải, chia sẻ và tuyên truyền trên trang fanpage Đoàn Thanh niên phường 3 thành phố Sóc Trăng, từ đó giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận được thông tin một cách nhanh chóng. Chi đoàn khóm 8 cũng đã thông qua các kỳ họp lệ cũng như là các trang mạng Zalo, Facebook của đoàn phường 3 thì cũng đã kịp thời triển khai cho các bạn về các mặt về an sinh xã hội cũng như là những việc làm thiết thực về tấm gương đạo đức của phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua trang Đoàn Thanh niên phường 3 thành phố Sóc Trăng, em học hỏi và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích, và em đã tham gia hỗ trợ điểm tiêm, tham gia trực chốt kiểm tra và tổ kiểm tra lưu động buổi tối. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường 3 còn cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng việc thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn phường. Trong các dịp lễ Tết, đoàn phường đã tổ chức đến thăm tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhận đỡ đầu cho trẻ em, với kinh phí hàng năm trên 30 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Trước những diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Đoàn phường 3 đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ người dân vượt qua dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, thì về phía Ban chấp hành Đoàn phường 3 cũng đã triển khai và thực hiện tốt các mô hình, ví dụ như là cắt may khẩu trang vải miễn phí để tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những bà con đến giao dịch tại điểm giao dịch của Ủy ban nhân phường, thực hiện tấm chắn nhựa bảo hộ để tặng cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó thì còn thành lập đội hình tình nguyện viên gồm 13 tình nguyện viên tham gia tại các cửa ngõ, các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường. Và đặc biệt là phối hợp cùng với các ban ngành có liên quan, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cái bếp ăn yêu thương. Qua đó thì trong thời gian qua thì cũng đã hỗ trợ trên 2.000 suất ăn miễn phí gửi đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và những chốt qua kiểm dịch trên địa bàn phường. Trong thời gian qua thì thực hiện cái cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì các cơ sở đoàn đã phát huy cái vai trò thanh niên gương mẫu và học tập và làm theo lời Bác. Trong đó đặc biệt là có Đoàn phường 3 thì trong thời gian qua thì Đoàn phường 3 đã tổ chức khá là nhiều các cái hoạt động cũng như là các cái mô hình triển khai cho đoàn viên thanh niên để học tập và thực hiện làm theo lời Bác, thu hút khá là nhiều bạn đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt là đoàn phường đã có chủ động là tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook thì cái hình thức này là tuyên truyền mới, hạn chế cái tập trung đông người, đồng thời là cái tính lan tỏa rộng rãi trên khắp các cái trang mạng xã hội, các bạn đoàn viên thanh niên tiếp cận khá là nhiều. Các hoạt động của Đoàn phường 3 thành phố Sóc Trăng ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn viên. Với những hoạt động thu hút được sự đồng tình hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và sự ủng hộ của người dân, Đoàn phường 3 đã được nhận giấy khen của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng nhờ có thành tích tốt trong việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2021.